Hôm nay ca tay thì giới thiệu với các bạn một trò thuật đó là đồng xu tan trong nước. Trước khi giới thiệu về trò thuật này thì ca tay cũng biểu diễn và giới thiệu cho quý vị và các bạn coi trước khi các bạn tham khảo cái trò này. Trước tiên thì chúng ta nói đến đồng xu tan nước thì trước tiên mình phải có dụng cụ là phải có đồng xu và ly nước. Đồng xu các bạn. Bây giờ các tay sẽ lấy nước cho vào ly nước. Rồi, tiếp theo ta sẽ có đồng xu. Chúng ta bây giờ là gì? Lấy cái khăn ta phủ lên đồng xu. Các bạn có nghe thì tiếng gõ của đồng xu khi vào cái ly. Và công việc bây giờ ta sẽ thả đồng xu để xuống cái ly nước của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi mở cái khăn này ra? Đồng xu đương nhiên là không có ở trên khăn. Và bây giờ đồng xu đang nằm ở trong ly nước này thì sẽ sao? Nó sẽ tan biến. Chào các bạn, để chúng ta có cái trò diễn đồng xu tan trong nước thì trước tiên các bạn phải có những cái dụng cụ. Trước hết là phải có đồng xu, thứ hai là mình có ly và nước, và thứ ba là khăn, và cái thứ tư nữa là ta có một đồng xu tương ứng với cả đồng xu thiệt của chúng ta, nhưng đồng xu này nó bằng kiếng hoặc bằng mica. Thì ví dụ các bạn sẽ một đầu là chúng ta sẽ đi kiếm ở cái đồ nào, ví dụ như ở mấy cái mặt đồng hồ nhỏ của quý vị các bạn, ở cái tiệm bán đồng hồ, sửa đồng hồ thì các bạn sẽ kiếm và mua được. Thứ hai là các bạn có thể là đi ra những cái tiệm mà mica hoặc là tiệm kính, các bạn cắt một cái đồng xu tương ứng với cả cái đồng xu mình diễn. Ví dụ đây là chúng tôi có một cái đồng xu bằng bạc trắng thì chúng tôi có cái đồng xu diễn cùng với cái này là bằng kiếng thì nó tương xứng với nhau, bằng nhau như thế này. Còn nếu các bạn diễn đồng xu Việt Nam như là đồng 5.000, 2.000 thì các bạn cũng kiếm những cái đồng xu nó tương ứng như thế để bắt đầu chúng ta sẽ diễn. Thì đầu tiên trước khi diễn cái trò này thì chúng ta phải kẹp cái đồng xu đặt của chúng ta bằng kiếm, tức là cái đồng xu thứ hai là nằm trong tay, và đồng xu này là đồng xu mà chúng ta chuẩn bị diễn chỉnh cho khán giả coi. Trên là ta có cái ly. Ly với quý vị và các bạn thì ly thì không cần phải ly dài hoặc cao, chính là đủ tầm thôi. Ví dụ như ly này thì chúng tôi làm này là cũng khá là cao rồi, mình ly ngắn hơn cũng được nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chế nước vào. Chúng ta cho ít nhiều hay không là do chúng ta tùy theo cái ly. Rồi, bây giờ thì công việc chúng ta là diễn. Trước hết là ta có đồng xu và ta sẽ trình cho khán giả thấy. Tuy nhiên cái khăn của chúng ta lúc này, cái khăn tương đối là dày, để khi ta để đồng xu vào người ta không nhìn xuyên qua được. Rồi, đồng xu lúc này ta cầm trên tay, ta cầm tương xứng với cái tay kẹp đồng xu thứ hai bằng kiếng, tức là đồng xu kiếng là sẽ nằm ở trong giữa lòng bàn tay của chúng ta như thế này. Giờ chỉnh khán giả khi ta diễn, ta phủ lên. Trong khi ta phủ lên thì ta sẽ cháo đồng xu thứ hai bằng kiếng lên trên. Đó. Cháo lên trên như thế này. Rồi khi ta cầm đồng xu này ra thì các bạn vẫn thấy là đây có đồng xu, nhưng thực ra đồng xu này chỉ là đồng xu kiếng thôi. Đó. Mà cái đồng xu của chúng ta lúc đầu là đã được cháo và được thay đổi nằm trong lòng tay của chúng ta như thế này. Và công việc của chúng ta lúc này là ta gõ vào thành ly cho khán giả đấy, rồi ta cầm đồng xu như vậy.
lại lần nữa cái khán giả thấy vẫn thế, có đồng xu đang nằm ở đây. Rồi chúng ta gõ vào đây để nghe thấy, rồi không được chúng ta là thả ra, ta chỉ có diễn ra thả ra. Rồi. Ta chỉnh cái khăn. Đương nhiên đồng xu lúc này không có ở trên khăn. Nhờ cái đồng xu nó bằng kiếng hoặc là bằng mica nó trong, nó tan ở trong nước, khi khán giả cũng như là mắt thường người ta nhìn vào qua cái vần nước như thế này, chúng ta sẽ không thể thấy được cái đồng xu đó. Chúc quý vị và các bạn thành công trong trò diễn. Quý vị và các bạn thân mến, kênh giải ảo thuật của chúng tôi là một kênh giải trí mang tính trí tuệ rất cao. Để cho ra một sản phẩm chất lượng để phục vụ quý vị và các bạn, chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like và subscribe kênh dạy ảo thuật của chúng tôi. Đồng thời để clip của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn, chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn bằng cách hãy để lại những dòng comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.